Xem tử vi tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, tháng 3 âm lịch năm 2022, được lộc trời cho giàu sang phú quý nếu biết điều này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, tuổi Đinh Dậu luôn được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện, sự tốt bụng và tấm lòng bao dung, độ lượng. Họ sẵn sàng trao niềm tin của mình cho người khác, điều đó đôi khi khiến họ bị thất vọng và tổn thương. Thế nhưng dù có trải qua rất nhiều những nỗi buồn phiền, đau khổ thì những gia chủ tuổi Dậu vẫn luôn giàu lòng vị tha, sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác. Và thưa quý vị, cũng chính nhờ lòng tốt luôn giúp đỡ người khác của bản mệnh mà ông trời đã ưu ái cho tuổi Đinh Dậu trong tháng 3 âm lịch này. Trong tháng 3 âm lịch này thì bản mệnh luôn được xuôi trèo mát mái, không gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, cát nhiều hơn hung, sự nghiệp luôn thuận buồm xuôi gió, tài lộc ùn ùn kéo đến về đầy nhà, tiền đếm mỏi tay không hết. Vậy trong tháng 3 năm 2022, vận trình của những người tuổi Đinh Dậu như thế nào, công danh tài lộc ra sao? Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi qua nội dung phân tích ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Đinh Dậu thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác khiến tuổi Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Đinh Dậu chủ động và nhiệt tình, cởi mở, giao tiếp rộng. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Đinh Dậu tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Đinh Dậu chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ coi vẻ bề ngoài chính là tài sản quý và dành nhiều thời gian để chăm chút. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt đó là chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Người sinh năm Đinh Dậu nói chung coi tính logic, sự trung thực và năng lực làm việc hết mình chính là những điều quan trọng hơn cả. Họ thường không bằng lòng với những người không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên, Đinh Dậu thì lại có một chút nổi bật, đó chính là nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau. Họ có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ được mục tiêu cho mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành một nhà lãnh đạo tài ba. Tử vi tháng 3 năm 2022 âm lịch cho những người tuổi Đinh Dậu cho rằng đây chính là một tháng khá thuận lợi, mọi việc tiến triển suôn sẻ, hanh thông. Bản mệnh tạo được mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Tháng này may mắn từ sự nghiệp sẽ giúp cho những người tuổi Đinh Dậu trong công việc xác định được mục tiêu rõ ràng của riêng mình. Bên cạnh đó, bạn cũng biết phát huy sức mạnh của tập thể, sử dụng các kết nối để giải quyết công việc cho nên mọi khó khăn đều được tháo gỡ. Về cơ bản thì tình hình sức khỏe của những người tuổi Đinh Dậu khá ổn định trong tháng này. Bạn không phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Tháng này bình lặng, mâu thuẫn nhỏ có thể xảy ra với gia chủ Đinh Dậu đã có gia đình, nhưng không ảnh hưởng nặng nề tới tổ ấm. Tuy nhiên, thời gian này cũng có thể xuất hiện người thứ ba xen vào mối quan hệ của bạn, dẫn đến những nỗi buồn, trăn trở, lo nghĩ của bản mệnh. Tháng này, bạn bè có thể trở thành nhân tố tác động đến mối quan hệ của tuổi Đinh Dậu. Xét về thiên can, Đinh âm hỏa gặp giáp dương mộc nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Đinh Dậu trong tháng này, cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý giải quyết, tránh những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Với những người vẫn đang đi làm, trong tháng được quý nhân trợ giúp nên công việc trôi chảy, hứa hẹn đạt kết quả tốt đẹp. Theo đó, cơ hội thăng tiến vẫn rộng mở, rất đáng để kỳ vọng. Sự chăm chỉ, kinh nghiệm, dày dặn và cống hiến lâu năm của mệnh chủ được lãnh đạo đánh giá cao. Có người còn có thể được thăng chức trong năm này. Dù vậy, bạn vẫn cần phải luôn nỗ lực chiến đấu hết mình để có nhiều cơ hội hơn, tránh bị tụt hậu so với lớp trẻ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay.
Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng này cho thấy phương diện tài chính có dấu hiệu tăng tiến nhẹ. Nguồn lợi chủ yếu đến từ các khoản trợ cấp, người đã nghỉ hưu hoặc lương từ công việc chính đối với người vẫn đi làm. Do đó vấn đề tiền bạc cũng không còn làm khó bạn trong năm. Với những ai vẫn còn hứng thú với việc đầu tư, có thể thử sức ở các hạng mục liên quan đến bất động sản, xây dựng, nông sản. Việc đầu tư với quy mô nhỏ sẽ giúp bạn kiếm thêm lợi nhuận để tăng thêm thu nhập, cho dù có rủi ro cũng không đến mức quá suy sụp. Tuy nhiên dù có là đầu tư nhỏ, bạn cũng không nên mù quáng nghe theo những nguồn thông tin bên lề hoặc từ những người không đáng tin kẻo tiền bao nhiêu cũng hết. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng bản mệnh không phải đối diện với vấn đề nguy hiểm, nhưng cũng không vì thế mà nên chủ quan. Cần phải thường xuyên luyện thể dục để tăng cường sức đề kháng, điều chỉnh tâm lý, cân bằng trạng thái tinh thần để lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, lạc quan, nâng cao tuổi thọ. Những người vẫn nặng tâm với sự nghiệp chỉ cần bạn biết cách chăm sóc cơ thể tốt, kết hợp với làm việc và nghỉ ngơi, bạn sẽ không gặp phải nguy cơ tiềm ẩn lớn nào. Các quý gia chủ tuổi Đinh Dậu, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để bát bảo tâm kinh phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của các gia chủ tuổi Đinh Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần, các mối quan hệ gia đạo đều được duy trì ở mức ổn định, hài hòa. Đặc biệt, nữ mệnh sẽ gặp may mắn trong tình cảm hơn so với nam mệnh. Nữ mệnh tháo vát, giỏi lo toan, cho nên luôn có thể chu toàn cuộc sống, vừa chăm lo đầy đủ cho gia đình, lại vừa không quên chăm sóc bản thân, cho nên gia đạo vô cùng êm ấm. Người tuổi này nếu đang độc thân hoặc đơn thân cũng sẽ có một số cơ hội có thể có tình cảm với người khác phái trong năm nay. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải chủ động hơn nữa để có thể nắm bắt được hạnh phúc. Trong tháng mà vận khí đi xuống, tâm tính mệnh chủ có thể trở nên khó chịu, nóng nảy. Nhưng nhìn chung, tinh thần cả năm thư thái, hòa hợp với con cháu trong nhà, không phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng. Tổng quan tháng ba âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng ba âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022. Tháng ba Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn lục hợp Dậu tam hợp Tỵ và thân thành Thủy Cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Đinh Dậu trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 3 năm 2022, tức ngày 8 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 3 năm 2022, tức ngày 20 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Dậu trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 3 năm 2022, tức ngày 9 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 3 năm 2022, tức ngày 21 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Đinh Dậu 1957 trong tháng 3 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì trong tương lai, đúng không thưa quý vị? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị có thể áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ, xin mến chào và hẹn gặp lại!